Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây xảy ra liên tiếp các vụ chó cắn gây nguy hiểm đến tính mạng. Sự việc xảy ra tại Hưng Yên vừa qua khiến một cháu bé 7 tuổi tử vong, thì mới đây, ngày 9 tháng 4, một bé trai người Mông 11 tuổi ở bản Co Sáy, xã Triềng Hạc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tử vong vì lên cơn dại. Nạn nhân là cháu Sồng Anu Tê. Theo bố mẹ thì hai anh em Tê bị chó nhà cắn cách đây khoảng 3 tháng. Gia đình có bôi thuốc và vết thương đã lành. Đến chiều ngày 7 tháng 4, khi thấy cháu Tê lên cơn dại, gia đình mới đưa đi cấp cứu. Thấy bệnh tình của cháu Tê chuyển biến nặng, chiều ngày 8 tháng 4, cháu đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Tuy nhiên vào trưa ngày 9 tháng 4 thì cháu Tê đã tử vong. Được biết ngoài cháu Tê, con chó này còn cắn 9 người khác trong nhà và trong bản. Đầu tháng 4 vừa qua tại Hòa Bình, hai bố con đã tử vong sau khi bị chó nhà cắn 2 tháng trước đó do gia đình đã không xử lý vết thương và tiêm vaccine phòng dại. Thực tế, chó là vật nuôi được rất nhiều gia đình yêu quý, nhưng chúng ta cũng nên cẩn trọng, đặc biệt là không may bị chó cắn, cần có phương án sơ cứu kịp thời và đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm vaccine phòng dại. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.